Bây giờ đăng ký khám bệnh viện nào? Nơi đăng ký khám chữa bệnh bệnh viện đây là cổ truyền Bình Phước, nó nằm trên chỗ mà đường đi lên ngã tư á, lên khoảng 550 m về phải. Vậy đây là cổ truyền hay là cái thể lệ? Ủa vậy là đó đã đăng ký ở thị xã à? Nó là cổ tỉnh Bình Phước. Đó là cổ thị xã Bình Phước rồi. Bà cứ ra ngã tư Bình Phước và lên 500 m và vừa phải là bệnh viện cũ ngày xưa của mình á, là chỗ đó vô có một cái bệnh viện nào đó rồi cái kèo qua này là chỗ chưa châm cứu nhưng phải là bệnh viện đông y á. Vậy mỗi lần có thể đăng ký bên đồn 16 cái này là cái đa số là vô châm cứu này ba bệnh đó. Miếng
Thank you.
Alo. Alo hả? À, anh thấy xe chỗ mà Bình An em đưa tiền vào đây này. Trên xe của em màu đỏ, như thế này ra đây ra chỗ lên chỗ này uống nước rồi em để biết là tiền hai triệu anh này. Còn bên theo thì sao em vậy? Đừng nói em nha, anh đừng nói ai, đừng nói ai em sao đang xài số phone này nha. Đánh nặng mấy người này. Anh đi chưa?
chạy với đường anh ở đang chỗ có một cái đinh như chỗ phòng tài giam nha, giam mình chứ rồi. Đúng rồi, chút cặp điện, á. Ở cái chỗ đâu có cái chỗ cái đinh tất nhiên là cái còn nữa, mấy trăm mét là hàng mươi cái cái chỗ tài giam.
Yeah.